Thưa quý vị, thời gian qua, Đà Nẵng đã và đang tập trung nguồn lực để thực hiện các giải pháp khôi phục kinh tế. Và một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thành hút gỡ phương mắc trong triển khai các dự án lớn, khơi thông nguồn lực đất đai. Theo số liệu từ Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, 11 tháng qua, giải ngân vốn đầu tư công tại Đà Nẵng đạt hơn 5.700 tỷ đồng, bằng 70,5% kế hoạch vốn sau điều chỉnh và tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ này tuy chưa cao, nhưng so với tình hình mặt bằng chung của cả nước thì mức giải ngân của Đà Nẵng đạt tương đối khá. Thành phố đã ra soát các giảm 1.400 tỷ đồng, điều chỉnh vốn đầu tư công các dự án chậm tiến độ. Các dự án trọng điểm thành phố được thúc đẩy tiến độ, góp phần tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng. Một số dự án điển hình đạt khối lượng thực hiện tương đối cao như dự án khu công nghệ cao, dự án công viên phần mềm, dự án nhà máy nước Hòa Liên, dự án bệnh viện y học cổ truyền giai đoạn 1 và 2, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố. Trong giai đoạn mà hiện nay thì cái đầu tư cái tư nhân nó hạn chế thì cái đầu tư của nhà nước đóng vai trò là bà đỡ và nó thúc đẩy cầu kinh tế và cái việc đó là nó rất là cần với doanh nhân và đề nghị là tiếp tục là đẩy mạnh vốn đầu tư công để mà cái này kinh tế nó chạy theo và nó đem lại cái sự sâu động cái niềm tin cái cái, cái hoạt động mà nó rầm rộ lên thì mọi người cảm thấy sinh khí Hiện thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, trọng điểm, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công khu công viên phần mềm số 2 và hoàn thành tòa nhà ICT 1 vào đầu năm 2022, chủ động phối hợp với các bộ ngành triển khai dự án bến cảng ly diễu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung, đôn đốc đầu tư xây dựng nhà ga T1, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Đà Nẵng cũng đã phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án trọng điểm thu hút nhà đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025 và hoàn thành đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Để phục hồi kinh tế nhanh nhất và thiết thực nhất thì tôi cho rằng là nên tập trung vào hai cái điểm máu chốt. Cái điểm thứ nhất đó là chính quyền Đà Nẵng nên mạnh dạng thực hiện những cái cải cách đẩy nhanh cái việc là thực hiện một số cái chính sách về đầu tư công à, cái việc này sẽ thúc đẩy cái nền kinh tế và tạo ra được những cái bước ngoặt để chúng ta có thể khôi phục nền kinh tế nhanh nhất. Cái thứ hai là làm sao đó giữa doanh nghiệp với chính quyền nên có những cái cuộc trao đổi, thảo luận, cởi mở để chúng ta có thể xây dựng những cái chính sách hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất và hợp lý nhất cho doanh nghiệp trong cái bối cảnh phục hồi sau đại dịch. Đà Nẵng bị tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, Thời gian giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội nói chung và tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công nói riêng. Chính vì vậy, việc giải ngân đạt hơn 70% trong 11 tháng qua là một nỗ lực rất lớn của thành phố. Hiện Đà Nẵng đang tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ biện pháp về giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của chính phủ. Công tác này được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương.